sắp thi thiên 56 từ đoạn từ câu 1 cho đến câu 13. Xin mời các anh chị hiệp lòng trong lời Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Chọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, vì những kẻ đánh giặc cùng tôi. Cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi. Các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập, nom dòm các bước tôi. Bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa. Và giờ này con kính mời cô Mỹ Hạnh dạy lời của Chúa cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Con kính mời cô. Dạ. Trước tiên thì tôi xin kính chào toàn thể quý đầy tới Chúa. Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em ở trong buổi tối hôm nay. Tạ ơn Đức Chúa Trời và cảm ơn toàn thể quý vị cho phép tôi trong buổi tối hôm nay được cùng học lời Chúa ở trên chương trình nhóm lại tối hôm nay của Hội Thánh Đời Sống Mới. Kính chúc toàn thể quý đầy tới Chúa, quý ông bà anh chị em được Chúa Thánh Linh tràn đầy trên đời sống và được dồi dào sức khỏe để hầu việc Ngài. Trước tiên thì tôi xin phép được cầu nguyện, xin cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều bởi vì bởi sự nhân từ của Chúa thương xót Ngài, Ngài đã tạo nên chúng con và Ngài cũng yêu thương chúng con. Muốn chúng con sống ở trong sự chăm sóc trọn vẹn của Ngài. Và Ngài muốn cứu chúng con để chúng con không ở trong cái quyền lực của tối tăm của ma quỷ nữa. Và Ngài đã ban sự cứu chuộc cho chúng con qua Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời đã giáng sinh để chịu chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con sống dưới đời này, chúng con cũng gặp nhiều thử thách khó khăn. Nhưng mà Chúa hứa với chúng con rằng Ngài yêu chúng con, Ngài ở với chúng con suốt đời. Và con cảm ơn Chúa, mặc dầu Chúa Giê-xu đã về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đi cầu thay cho chúng con. Nhưng Đức Chúa Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng con, ban sự bình an và dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Để chúng con hiểu Ngài, yêu Ngài, tin cậy Ngài và tin chắc rằng Chúa luôn luôn ban cho chúng con sự đắc thắng ở trong trần gian, bởi vì Chúa hứa rằng đừng sợ vì Chúa ở với chúng con và Chúa ở cùng chúng con cho đến tận thế. Và trong ngày sợ hãi chúng con để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con đặt đức tin nơi Ngài và đến với Chúa trong buổi tối hôm nay. Xin Ngài cất hết những lo âu, những sợ hãi, những yếu đuối đời sống của chúng con và xin Thánh Linh của Ngài dùng lời của Ngài dạy cho chính con và mỗi ông bà anh chị em con trong buổi tối hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 56 này. Tạ ơn Ngài, cầu Chúa sức dầu cho chính con, mỗi người chúng con
Được ơn Chúa để hiểu biết lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, từ khi con người phạm tội, xa cách Đức Chúa Trời, sống ở dưới quyền cai trị của ma quỷ, thì mọi người đều sống trong sự lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, thế giới của chúng ta mỗi ngày đang đi đến từ ngày cuối cùng của cuộc sống của thế giới, là được gọi là ngày tận thế, thì tội lỗi càng ngày càng gia tăng, vì nhiều người gian ác và chống nghịch lại không tin và không tin Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta cũng đang sống trong một thế giới có rất nhiều tai vạ, đau thương, đói khổ, bệnh tật, chiến tranh, chết chóc, và trong gia đình có nhiều sự đổ nát và có những sự chia rẽ. Đây là tình trạng của thế giới, và tội lỗi càng gia tăng, sự đau khổ càng gia tăng. Thì chúng ta biết rằng thế giới chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ rất là khó khăn, và cuộc sống của con người không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Nhất là hiện tại, bệnh dịch cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy lo lắng rất là nhiều và làm cho ngưng lại những sinh hoạt của cuộc sống con người. Và rồi bây giờ chúng ta thấy nơi đâu cũng thấy sự bất an, và chúng ta cảm thấy sợ hãi mỗi ngày càng nhiều hơn. Như Kinh Thánh nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình buộc đến. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể chiến thắng được sự sợ hãi, để sống một cuộc đời bình an mà vui mừng, hạnh phúc? Chỉ có một sự trả lời duy nhất cho chúng ta, đó là chỉ có đến với Chúa. Và tối hôm nay chúng ta học đề tài chiến thắng sự sợ hãi ở trong Thi Thiên 56 câu 1 đến câu 13, cho chúng ta một câu gốc rất là rõ ràng. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Thi Thiên 56 câu 3. Và ở trong Kinh Thánh Hiệu Đính thì viết rằng, trong ngày sợ hãi, con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Tối nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ những lý do nào khiến cho chúng ta phải sợ hãi. Và rồi bí quyết để chiến thắng sự sợ hãi là bí quyết gì? Bí quyết đó có ba điều. Thứ nhất là phải tin cậy Đức Chúa Trời toàn năng và hằng sống. Điều thứ hai là phải tin cậy vào ca ngợi lời của Chúa. Điều thứ ba là phải kêu cầu đến danh của Chúa. Và điều thứ ba chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta sẽ làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa sau khi được Chúa giải cứu khỏi sự sợ hãi. Hôm nay tôi cũng cậy nhờ ơn Chúa cùng với tất cả quý ông bà anh chị em để học phân đoạn này. Thưa quý vị, Thi Thiên 56 là một trong thi thiên ở trong toàn bộ Kinh Thánh Thi Thiên có 150 thi thiên. Nhưng mà đây là một thi thiên của David. David là một vị vua, cũng là một đầy tớ của Chúa, một người nhạc sĩ, ca sĩ, một người tiên tri nữa. Ông viết nhiều cái bài thơ để ca ngợi Chúa trong thi thiên. Hầu hết là phần nhiều là của David, còn nhiều tác giả khác nữa. Nhưng mà ở trong thi thiên 56 này thì David, ông viết trong một hoàn cảnh là lúc ông bị dân Philippines bắt ở trong thành gác, lúc ông chạy trốn vua Saul. Vì vua Saul là vị vua đầu tiên của nước Do Thái được Chúa cho lên làm vua, cai trị nước Do Thái. Nhưng mà khi vua Saul thấy David là một người được ơn, mà Chúa ban ơn trên David vì David là người khiêm nhường. Mà trong khi đó vua Saul không có lòng khiêm nhường. Ông kiêu ngạo và ông không có vâng lời Chúa. Cho nên Chúa đã cảnh cáo nhiều lần mà Saul không ăn năn. Cho nên Chúa nói rằng Chúa sẽ không cho Saul làm vua nữa. Nhưng Ngài sẽ chọn cái người Ngài muốn. Người khiêm nhường, người kính mến Chúa, người vâng theo lời Chúa, người làm theo điều răn của Chúa. Và người đó Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không nhìn bề ngoài như Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Rồi người xem bề ngoài như Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Người chọn cái tấm lòng kính sợ Chúa của David. Và David sẽ là vị vua lên thế ngôi vua của Sâu-lơ. Nhưng mà trong lúc đó thì
ông Saul ông rất là ganh ghét David, vì cớ ông David được ơn và được chuẩn bị sẽ là vị vua tương lai mà Đức Chúa Trời quyết định. Ông tìm mọi cách để giết David và ông muốn hại David, mặc dù David cũng là một người phò mã của ông. Ông đã gả đứa con gái mà yêu thương David, đó là Mikan, cho David. Nhưng mà ông không muốn gia đình này sum họp, ông chia cắt cái mối tình đó. Và ông cũng muốn giết luôn David là người phò mã của mình, là con rể của mình nữa, và vị vua tương lai của Israel. Vì vậy, vua Saul đã tìm cách giết ông. David rất là đau khổ chạy trốn, là Saul hầu như cả gần 10 năm dài như vậy. Và ông trốn hết nơi này qua nơi khác. Và đây là cái hoàn cảnh lúc David phải chạy trốn. Và ông vào ở trong thành Gác, ông phải trốn ở trong một cái dân khác là dân Philippines. Thì ông ra khỏi luôn đất Israel để kiếm cái chỗ nơi bình an. Nhưng ông đến đây là gặp một vị vua khác ở đây của cái thời nước Philippines này, là vua Akish, là ở trong thành Gác muốn giết ông nữa. Như vậy chúng thấy cả cuộc đời David chạy đi đâu cũng gặp kẻ thù hết. Bây giờ ông rất là khốn khổ, thì ông viết cái bài này để ông nói đến cái tâm trạng của mình và ông kêu cầu đến Chúa. Và trong bài Kinh Thánh có nói rằng tác giả cầu khẩn Chúa giải cứu mình và cảm tạ ơn cứu của Ngài. Ở đây là khi ông bị bắt và ông làm cái bài thơ này. Và bài này có tên là Jonak Elem Jehoiakim, có nghĩa là bài bồ câu của cây thông phương xa. Kinh Thánh Việt Nam, còn Kinh Thánh in King James Version của Mỹ á, nói là sự yên lặng của bồ câu trong những vùng đất xa xôi. Con chim bồ câu rất hiền, nó bay đi tìm những cái chỗ bình an. Nhưng mà đi đâu, khi tới chỗ nào bất an thì nó rất sợ hãi. Giống như cuộc đời David chạy như đây chạy đó. Nhưng mà ông chỉ có sự bình an nơi Chúa. Cho nên chúng ta học đoạn này chúng ta thấy rằng David đã chiến thắng cái nỗi sợ của ông là ông sẽ chết. Ông sắp bị giết và ông không còn lối thoát, ông đến với Chúa. Ngày nay chúng ta tìm hiểu lý do nào khiến chúng ta sợ hãi. Thưa quý vị, cái sự sợ hãi ở trên đời này, không có ai không có nỗi sợ. Từ đứa nhỏ cho đến người lớn đều có cái nỗi sợ, mỗi người đều có cái sợ riêng. Và hầu như cuộc đời, người ta nói mỗi ngày mở mắt ra là thấy là fear, là sợ, sợ, lúc nào cũng sợ hãi. Nhưng mà ở trong một bộ phim, người ta có nói là theo research của WordPress thì người ta có nói rằng trong bộ phim Facing the Giants là cái phim của Christian, thì họ nói là có 365 lần nói là đừng sợ. Nhưng mà thực tế khi mình coi trong Kinh Thánh á, thì cái chữ do not fear thì có 100 lần thôi. Nhưng mà có những chữ khác khuyên là hãy dũng cảm, đừng kinh hãi, đừng mất can đảm, hãy tin cậy, đừng lo lắng. Thì nó có tới 233 lần. Rồi có những chữ nói là Chúa sẽ giải cứu, sẽ được giải thoát là có 252 lần. Nếu tổng cộng lại á, thì nó có hơn 365 lần là bảo chúng ta đừng sợ hãi. Ở đây cho chúng ta biết trong Kinh Thánh, Chúa đã để lại những mạng định lời hứa Đức Chúa Trời cho chúng ta hãy tin cậy Ngài trong một hoàn cảnh của đời sống. Hãy quăng hết một gánh nặng lo âu, sợ hãi để tin cậy Đức Chúa Trời là đấng hằng sống toàn năng luôn ở cùng chúng ta, ban bình an trọn vẹn cho chúng ta. Như vậy, mỗi ngày mở mắt ra, chúng ta có 365 ngày sợ. Thì chúng ta hãy nhớ rằng Kinh Thánh có hơn 365 lần nói về do not fear, đừng sợ hãi vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Cảm tạ Chúa. Bây giờ những điều chúng ta sợ có giống David không? Thưa quý vị, lý do làm cho David sợ là ông nói gì? Ôi, chúng ta thấy ở trong câu 1, câu 2, câu 3, chúng ta thấy ông nói là ôi, người ta muốn ăn nuốt tôi. Ông nói Đức Chúa Trời, ôi, xin thương xót con Chúa ơi, vì người ta muốn ăn nuốt con. Cái chữ ăn nuốt này có nghĩa là ăn tươi nuốt sống, có nghĩa là muốn giết người đó chết đó. Là con người, có khi là một người, ông có thể nói đây giống bị vua Saul hay là vua Akish hay một người nào đó. Nhưng mà kẻ thù ở trong câu 2 là câu 2 nói kẻ thù là những người. Chúng ta hiểu con người á thì nói về một cá nhân, phải không? Một con người. Nhưng mà người kẻ thù là enemy, là người làm hại, kẻ thù nghịch người khác và muốn giết, muốn làm cho người khác đau khổ. Và bây giờ nói về cái thành phần nữa là ai? Câu thứ 3 thì ông nói rằng người xác thịt, ở đây ông nói là người xác thịt sẽ làm chi tôi ở trong câu 4.
là có người xác thịt, là người gọi là flesh, là một người, con người dựng nên bởi Đức Chúa Trời, là thân thể bằng bùi đất, nhưng mà Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên loài sinh linh, tức là có linh hồn, có tâm tư tưởng tình cảm, có lý trí, phải không? Có một cái tâm linh để tương giao với Đức Chúa Trời. Còn con vật nó cũng được dựng bằng có xác, nhưng mà có hồn là xác hồn, chứ nó không có thông công với Đức Chúa Trời được. Nhưng mà ở đây ông muốn cho chúng ta biết rằng con người ở dưới đời này á, họ làm cho chúng ta sợ. Đó là những người nào? Những người không có lòng tin kính Chúa. Đó là những cái người mà xác thịt là sống ở trong tội lỗi và sớm nở tối tọa tàn, giống như đóa hoa, như là loài cỏ ngoài đồng. Ngày hôm nay nở mà tốt tươi, nhưng mà ngày mai chiều hay là ngày mai là nó héo chết rồi. Thì ý nói con người là đời sống chóng qua. Người tội lỗi chúng ta, người xác thịt thì chống lại với Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng thánh sạch. Bây giờ những việc làm của người này làm cho David sợ là gì? Khi chúng ta đọc ở trong câu 1, câu 2 khi nãy tôi nói, câu 1 là ăn nuốt tôi, tức là muốn giết ông, gọi là muốn nuông tôi ăn, ăn ông là giết ông. Nhưng mà ở đây còn một ý nghĩa là dẫm nát, chà đạp, giày xéo, tức là làm cho khốn khổ David. Rồi trong Kinh Thánh nói gì? Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu rỗi. Cảm ơn Chúa, Thi Thiên 57 câu 3. Khi mà chúng ta sắp bị người ta muốn làm hại, làm chà đạp, giày xéo cuộc đời mình, Chúa sẽ ban ơn cứu rỗi. Và rồi gì nữa? Ông nói nữa là câu 1 là ông nói rằng họ hàng ngày đánh giặc cùng tôi. Đánh giặc là gì? Luôn chiến đấu, phải không? Phai với một người nào đó. Có nghĩa là, có một nghĩa khác là hà hiếp, đè bẹp, đàn áp. Chúng ta đang sống với một thế giới, nhiều khi chúng ta gặp những người chung quanh, có những người chống lại, có những người làm chúng ta bị áp bức và đau khổ. Chúng ta biết Chúa biết hết, và chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ giải cứu David, cũng giải cứu chúng ta. Rồi gì nữa? Bây giờ những người này họ đánh giặc là vì họ kiêu ngạo và họ muốn hại những người khác. Ở trong câu 2 cũng nói rằng họ, ông nói rằng người này đánh giặc với ông kiêu ngạo là nhiều thay. Không phải một người, có thể là một đám binh lính mà cũng ông Sô-lô dẫn tới để kiếm mà giết ông David. Nhưng mà Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi và hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Đây là Thi Thiên 35 câu 1. Tác giả đã kinh nghiệm Chúa sẽ chống cự lại, Chúa sẽ cãi lại những cái người mà muốn chống cự chúng ta, và Chúa sẽ chinh chiến lại. Chúa sẽ, Đức Giê-hô-va vạn quân này sẽ chiến thắng cho chúng ta. Rồi những người đó làm gì nữa? Trái ý là ở trong trong câu 5, ông nói hàng ngày họ trái ý lời tôi, là họ bóp méo, họ xuyên tạc, họ nói hành, họ dèm chê. Chúng ta chắc ai cũng thể gặp cái này. Mà cái đây là những cái điều mà nó là xác thịt của người tội lỗi. Và rồi gì nữa? Tư tưởng họ gian ác, tức là đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến điều ác. Rồi họ dòm nhau, họ nhóm nhau lại, họ tìm cách để họ hại, họ rình mò, họ ngấm ngầm. Ở trong câu 6 là lúc nào cũng rình mò thử ông David, ông đi qua đi lại, ông ở chỗ nào để mà giết ông, để mà hại ông. Nhiều khi chúng ta không có thấy điều đó, nhưng mà những cái điều chung quanh chúng ta đang sợ là gì? Chúng ta biết chúng ta đang sống trong một cái thế giới tội lỗi, có nhiều điều cám dỗ, nhiều điều nguy hiểm xảy ra, đau ốm, bệnh tật, chết chóc cũng là kẻ thù của chúng ta. Và những cái sự buồn bã, sự chia rẽ, sự bất an, sự bất khâu, bất bình, sự không yêu thương, sự bất hòa, sự cay đắng, thù ghét, tất cả đều là sự đau khổ mà chúng ta gặp. Đó là kẻ thù mà chúng ta không muốn. Nhưng mà kẻ thù lớn nhất của chúng ta, chúng ta biết, chúng ta biết chúng ta có kẻ thù là tội lỗi cai trị, phải không? Khiến chúng ta trở nên không còn kính sợ Chúa và làm sai ý muốn Chúa và đi trong lầm lạc của tội lỗi. Thì Chúa nói rằng tiền công tội lỗi là sự chết. Không có ai muốn chết hết, nhưng mà cái sự đau khổ con người đó là sống trên đời lao lâm, lao lý, lao tâm, lao lực rồi chết. Tội lỗi miệt mài. Nhưng mà kẻ thù lớn nữa chúng ta biết là đó là ai? Là người đem đến cướp, giết, hủy diệt. Đó là ma quỷ, là kẻ thù của chúng ta, là người mà làm chúng ta sợ hãi. Cho nên ma quỷ nó làm gì quý vị? Nó, mục đích nó là muốn con người phạm tội, chết và đi đến sự hư mất đời đời cùng hình phạt trong hồ lửa. Nó đem đến chiến tranh, đau khổ, bệnh tật, chết chóc, thù ghét, chia rẽ.
và đem đến những cái sự thế giới ngày nay toàn là loạn, là nhiều sự loạn lạc và xấu xa ô uế để rồi đi vào hồ lửa đời đời. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúng ta biết rằng Chúa nói rằng ma quỷ đến cứ giết hủy diệt, nhưng mà Đấng Christ là đến ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi Đức Chúa Giêsu Christ đã chết trên thập tự và đã sống lại, là Ngài đã chiến thắng ma quỷ, hủy diệt quyền lực của Satan. Bây giờ Satan nó dùng những người không tin Chúa, dùng những cái kẻ ác ở trên đời này để hại Cơ Đốc nhân, rồi nó dùng những cái tai ương tật bệnh nguy hiểm hiện tại xảy ra để phá hại đức tin mọi người, làm thế giới sợ hãi phải tôn thờ nó. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, dù nó có thù ghét con người, nó hại những người tin Chúa đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Cho nên Chúa nói gì? Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian để hủy phá công việc của ma quỷ. Đó là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã chết, đã sống lại để cứu chúng ta. Cho nên quý vị, chúng ta là hãy tiếp độ tỉnh thức, vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện, đặt đức tin nơi Chúa, cầu nguyện, học lời Ngài, nhờ Chúa, mặc khí giới của Chúa, Thánh Linh ban chúng ta lời của Ngài là gươm chọc trả lại ma quỷ. Cầu nguyện, mặc áo giáp công bình, đức tin, sự cứu rỗi, không? Tất cả những cái gì mà Chúa cho chúng ta, tin lành bình an, lẽ thật làm dây điệp đơn, áo giáp sự công bình, đức tin làm thuẫn, mão của trục mão trụ của chúng ta là sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Hết lòng cầu nguyện, dùng lời của Chúa để chống trả lại. Vậy bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta biết rằng Chúa đã biết trước kẻ thù đó như thế nào, là kẻ thù không có Chúa, kẻ thù là những người xác thịt, kẻ thù là ma quỷ và những sự đau khổ chúng ta đang trải qua, kẻ thù là sự chết, nhưng tất cả đều được thắng ở trong Chúa Giêsu. Chúa nói rằng ta bảo các ngươi những điều đó, hầu các ngươi có lòng bình an trong ta là gì? Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian là Đấng Christ. Cho nên Ngài đã thắng sự chết, Chúa là công quyền sự chết âm phủ, và Ngài là đấng sống đời đời chiến thắng cho chúng ta. Bây giờ bí quyết để thắng sợ hãi thì chúng ta phải nhớ rằng, thứ nhất là phải đặt lòng tin cậy cho Đức Chúa Trời toàn năng và hằng sống. Ở đây trong bản Kinh Thánh này ông dùng David nói danh Đức Chúa Trời nhiều lần. Ở đây có nhiều lần ông nhắc đến Đức Chúa Trời, có một lần ông nói đến Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta thấy ở đây cái câu Kinh Thánh chúng ta đọc là trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa, con hết lòng nhờ cậy nơi Ngài. Chúng ta nhờ cậy là có nghĩa là ở đây cái chữ tin cậy, chữ trust là tin cậy, trông mong phó thác cuộc đời cho Chúa, không sợ hãi. Và tin cậy vào Chúa thì Chúa là ai? Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Bây giờ có 9 lần ông nói đến Đức Chúa Trời ở trong các cái câu Kinh Thánh trong đây. Thì Đức Chúa Trời là một đấng tạo hóa vũ trụ. Và Đức Chúa Trời khi nói cái danh Elohim, tức là ba ngôi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới. Và Ngài là đấng cao hơn tất cả mọi thần. Và Ngài là chân thần duy nhất mà chúng ta thờ phượng. Cho nên, và Ngài từng nói với Abraham, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn, ở trong Sáng Thế Ký đồng 17 câu 1. Và Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, không vì chi mà Chúa không làm được. Và chúng ta biết Ngài có quyền làm mọi sự theo ý muốn của Ngài. Ngài là khởi đầu và Ngài cũng là kết thúc. Ngài là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại, toàn ái. Ngài biết hết mọi sự. Bây giờ Ngài Đức Giê-hô-va, ở đây Đức Giê-hô-va là nói Ngài là đấng hằng sống, là tự hữu, hằng hữu, hiện có, đã có và còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Đây nói về danh của Ngài là đấng mà cứu rỗi, Ngài là đấng luôn luôn mặc khải chính mình Ngài cho con người, yêu thương, gần gũi và chăm sóc, và luôn thành tín giữ giao ước đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Cho nên Ngài thường nói với chúng ta, cũng như nói với Abraham, nói với lại Môi-se, Ngài thường nói danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là nói đến đấng toàn năng, đấng hằng sống và đấng mà đã có, hiện có, còn đến đời đời, luôn thành tín. Ngài là đấng thánh khiết, công bình, yêu thương, thành tín đời đời. Và Ngài cũng là đấng phán xét tất cả những tội nhân, thì sẵn sàng tha thứ nhưng mà sẽ phạt kẻ có tội. Kinh Thánh Chúa nói gì? Ngài đi qua trước mặt người hô rằng Giê-hô-va, Giê-hô-va,
Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thần thuật, ban ơn đến ngàn đời và làm gì xá điều gian ác tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời, trong suốt Kinh Thánh Luca đoạn 34 câu 6 câu 7. Chúa nhân từ, Chúa đã tha thứ và ban Đấng Christ là con của Ngài, là Jehovah cứu rỗi nhập thể để cứu chúng ta, và Đức Chúa Giêsu Christ đã chết và sống lại, và Ngài là gì? Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, mang hình xác loài người ở giữa chúng ta, đại ơn và lẽ thật, bày tỏ sự vinh hiển Đức Chúa Cha cho con người và đem sự cứu rỗi cho con người qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Hiện bây giờ Chúa Giêsu đã thăng thiên, Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta ở trên thiên đàng, ở bên hữu Đức Chúa Cha. Nhưng mà Ngài nói rằng ta đi và sẽ trở lại và sống sẵn một chỗ rồi, thì Chúa nói rằng ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta và hầu cho ta ở đâu và thì các ngươi cũng ở đó. Cảm ơn Chúa. Như vậy, cái đó là điều chúng ta phải tin vào lời của Chúa phán và tin vào Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng toàn năng, không việc gì Chúa không làm được. Có những con người đau khổ, khổ sở, lo lắng bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu, Chúa đều giải quyết được hết. Có những cái điều mà nan đề không giải quyết được, Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Há có việc gì khó với ta chăng? Chúa nói thì ta là Jehovah Đức Chúa Trời khó, là Chúa của mọi loài sắc, thì há có điều gì khó với ta chăng? Không, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa làm được mọi việc, không có gì khó với Chúa cả. Chúa là đấng hằng sống, là Jehovah hằng sống. Ngài thấy, Ngài biết, Ngài nghe, Ngài hiểu hết tất cả mọi sự. Con hãy đặt lòng đi nơi Chúa. Chúa chắc chắn sẽ cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ có lòng nhờ cậy như thế nào? Bây giờ nhờ cậy Chúa một cách trọn vẹn. Trọn vẹn là như thế nào? Ở đây chúng ta thấy ở trong cái câu Kinh Thánh, lần đầu ông David, ông nói cái câu 3, ông nói gì? Trong ngày sợ hãi tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tức là bây giờ ông sợ chết lắm. Họ đang giết ông đó, muốn giết ông bằng mọi giá. Bây giờ ông chạy đâu cũng gặp kẻ thù, không có lối thoát. Bây giờ làm sao? Sẽ, tức là tôi mới gặp năng đề, tôi sẽ để nơi Chúa, tôi sẽ nhờ Chúa. Nhưng mà rồi, thì tiếp nữa chúng ta thấy ông, đó là mới bước đầu, phải không? Tôi đặt lòng nơi Chúa. Nhưng mà câu 4 và câu 10, nếu chúng ta đọc trong bản tiếng Anh và bản nguyên văn sẽ nói rằng, ông nói gì? À, câu 4, ông nói tiếp, tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Cái chữ tiếp theo là tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sự chi, người sắt thì sẽ làm chi tôi. Cái chỗ mà ông nói là ông sẽ nhờ Đức Chúa Trời là ông dựa vào Chúa đó. In God I will praise his word. Và in God I have put my trust. Có nghĩa là ông dựa vào Chúa, nương dựa Chúa, không nương dựa người nào hết. Người cài này nhờ cài xe cổ, người khác nhờ cài loài người. Nhưng chúng ta nhờ cái danh Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta, giống như tác giả đã trong Thi Thiên đã nói. Chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, dựa vào Chúa, không dựa con người. Và ông nói gì nữa? Ông nói rằng, bây giờ cái đức tin của ông là khi ông dựa vào Chúa là in God I have put my trust. Có nghĩa là cái động từ là điểm từ là hiện diễn tiến. Có nghĩa là đặt một cách trọn vẹn, cố định, không thay đổi, liên tục với đức tin đó mãi mãi cho đến khi gặp Ngài. Chứ không phải đặt đức tin hôm nay, ngày mai sau xuyến bỏ đức tin. Chúng ta không phải yếu đuối, nhưng mà chúng ta nhờ Chúa, để dựa vào Chúa để chúng ta có đức tin. Và đức tin đó nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển do lòng chúng ta kinh nghiệm trong sự yêu mến Chúa, làm theo lời Chúa, và Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tăng trưởng. Cho nên ở đây ông nói là ông đặt đức tin nơi Chúa bắt đầu, rồi ông dựa vào Chúa mãi mãi, và ông dựa vào Chúa trọn đời mãi liên tục cho đến khi gặp Chúa. Người tin lành của chúng ta là người bước đi theo Chúa, là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin. Bởi vì Chúa nói rằng chúng ta người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta theo Chúa mỗi ngày bước đi bởi đức tin, không phải bằng mắt thấy. Rồi bây giờ tiếp nữa là đặt lòng tin cậy nơi lời của Chúa. Bây giờ điều thứ ba, ông dựa vào, tiếp theo nữa là ông dựa vào lời của Chúa. Bởi vì ông nói rằng, ông nhờ cậy Chúa. Tác giả nói gì? Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Ở đây ông cũng nhắc lại, đó là câu 4 và câu 10. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. À, và câu, ông nói nữa là tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Lời của Chúa là
lời của Đức Chúa Trời phán từ miệng Ngài. Lời của Chúa là lời sống. Ngài phán ra thì mọi việc nó sẽ hoàn thành theo ý muốn của Ngài. Và lời Chúa phán, thế giới liền có. Dựng đây, Ngài biếu một việc đứng vững bền. Và Ngài muốn điều gì thì Ngài phán, thế giới được tạo nên. Và có quyền bảo tồn loài vật, loài người theo ý muốn của Ngài. Lời Chúa chúng ta có hôm nay là Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã mặc khải lời Chúa cho chúng ta Kinh Thánh. Nhưng Ngài cũng mặc khải cho chúng ta là qua con của Ngài, chính là ngôi lời của Đức Chúa Trời đến thế gian nhập thể để cứu chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói gì? Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật đã là đã làm nên bởi Ngài, phải không? Muôn vật đã dựng nên bởi Đức Chúa Giêsu. Chẳng vật chỉ đã làm nên mà không bởi Ngài. Chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là lời phán của Đức Chúa Trời đến với nhân loại, là lời nhập thể, gọi là Logos. Tức là Logos là nói về lý trí khôn ngoan của một người, thì một sự thần, một thần trí của Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm trong trật tự thế giới. Đó là Hy Lạp người ta nói. Còn người Do Thái thì đó là khôn ngoan của Đức Chúa Trời tạo nên thế giới. Đây, chính Đức Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Bây giờ chúng ta học Kinh Thánh để chúng ta tìm kiếm ai? Chúng ta tìm kiếm lời của Chúa hứa dạy cho chúng ta những điều chúng ta biết để chúng ta thờ Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng, khi các ngươi dò xem Kinh Thánh, ấy là các ngươi đang tìm kiếm ta. Chúa nói rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Giăng đoạn 5 câu 19. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 13 nói rằng danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta thắng được sợ hãi, thắng được ma quỷ, tội lỗi, đau khổ, tật bệnh và nguy hiểm là nhờ đến Đức Chúa Trời, danh của Ngài, toàn năng, hằng sống. Cho chúng ta nhờ đến ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ban chúng ta lời của Chúa. Chúng ta đọc, chúng ta được an ủi, chúng ta được đắc thắng qua lời của Chúa, giúp chúng ta biết đường mà đi và giúp chúng ta chiến thắng qua mọi tỉnh ngộ. Và lời Chúa chính là Chúa Giêsu. Ai tin Chúa Giêsu, đặt đức tin nơi Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng đắc thắng bởi chính Ngài là lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đặt đức tin nơi, kêu cầu đến Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng lời của Chúa thành tín. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa đã hứa những điều gì thì Chúa làm trọn. Kinh Thánh nói gì? Ngài nói rằng lời phán ra từ miệng của Ngài thì Ngài sẽ làm trọn lời của Chúa. Lời Chúa được dạy dỗ qua Thánh Linh, và Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, thì Ngài sẽ làm tất cả những lời hứa mà Ngài hứa trong Kinh Thánh. Lời Chúa giúp chúng ta sống bình an, hạnh phúc, chiến thắng tội lỗi, thắng nghịch cảnh, thắng thế gian ma quỷ. Nhờ lời của Chúa chúng ta được sống thánh sạch cho đến khi gặp Chúa, và an ủi chúng ta trong mọi lúc, mọi khi, trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có lời Đức Chúa Trời, chúng ta dựa vào chính Ngài, chắc chắn sẽ thắng được sợ hãi và cuộc đời sẽ bình an và thể được cứu rỗi, không phải ở trong sự chết. Rồi điều sau cùng chúng ta thấy, chúng ta phải đặt đức tin là làm gì? Phải kêu cầu đến danh Đức Chúa Trời để mà chiến thắng sợ hãi. Trong đoạn Kinh Thánh này nói rất nhiều danh của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta xem, chúng ta sẽ thấy những cái điều mà tác giả đã kêu cầu. Điều đầu tiên, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng nhân từ và thương xót ở trong câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi. Chúng ta sống trên đời này, không bởi thương xót Ngài thì chắc là mọi người đều chết. Thương xót là gì? Ở đây là chữ là merciful, có nghĩa là một lòng nhân từ, từ bi và một khoan dung tử tế tốt lành. Chúng ta biết, nói về ý nghĩa là một người không đáng được thương, một người tội nhân đáng bị chết hình phạt, nhưng một đấng khoan nhân sẵn lòng tha thứ và xóa hết tội lỗi một cách vô điều kiện là Ngài đã bằng lòng tha thứ cho chúng ta qua con của Ngài là Chúa Giêsu phải chịu chết để cứu chúng ta. Cái lòng thương xót này là thuộc tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nắm giận, đầy sự nhân từ, không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trong Thi Thiên 103 đã nói điều đó trong câu 8 đến câu 9. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hay thương xót, hay làm ơn, hay tha thứ. Cho nên nhờ ân điển Chúa mà chúng ta được tha thứ, nhờ ân điển Chúa ban Đức Chúa Giêsu Christ con độc sanh
của Ngài đến thế gian, chịu chết đền tội cho chúng ta trên thập tự giá mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu sẽ được tha thứ và được cứu ra khỏi sự chết. Đó là lòng thương xót của Ngài. Và thương xót cũng nói thái độ của một người biết ăn năn hạ lòng xuống để xin sự tha thứ của một đấng tối cao. Chúng ta biết nước Mỹ vừa qua, họ có cái ngày gọi là return, là kêu tất cả dân tộc trên thế giới và nước Mỹ hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời, xin Chúa thương xót tha tội. Chúa rất thương xót nhân từ đối với những người hạ lòng xuống, Ngài không bắt lòng, bắt tội những kẻ có tội và biết ăn năn. Đó là điều đặc ân của Chúa cho chúng ta, cảm tạ Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta điều thứ hai, Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết công bình. Ở trong câu 5, câu 7, ông nói rằng những người đó họ trái ý, họ hại ông, họ nhóm nhau lại, họ rình rập, họ nhôm dòm các bước và muốn hại mạng sống ông. Nhưng mà ông nói gì? Chúng nó xin nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận và đánh đổ các dân. Ôi, ông nói là Chúa công bình mà, Chúa thấy điều ác của con người, lẽ nào Chúa làm ngơ sao? Không, Chúa rất công bình và Chúa sẽ hình phạt những cái con người gian ác nếu họ không biết ăn năn. Ngày nay có nhiều người họ tội lỗi, họ làm những điều ác, họ nói những điều xấu, họ làm những cái mưu đồ hành động mà không ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Vì Đức Chúa Trời nói rằng, ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, bố báo cho mỗi người tùy theo đường họ đi và tùy kết quả việc họ làm. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 10. Và Chúa ghét điều ác và Chúa bênh vực kẻ công bình và Chúa nổi giận đánh dỗ các người, các dân mà kiêu ngạo chống đối nổi loạn. Ở trong Thi Thiên thứ hai chúng ta thấy, và Kinh Thánh nói gì? Trong Thi Thiên 37 câu 28, vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài, họ được gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt vong. Chúa thánh khiết, Chúa công bình và Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà Ngài chờ đợi một thời gian con người không ăn năn thì Chúa làm gì? Chúa cũng đưa tay Ngài ra để đoán phạt và xét xử. Ngài Chúa Giêsu tái lâm rất gần. Hôm nay chúng ta thấy thế giới đang đến với sự kết thúc của gọi là tận thế. Chúa đến một ngày không ngờ, bây giờ không biết. Và khi Chúa đến thì Chúa nói gì? Chúa sẽ phán xét phàm những kẻ nào, những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đang gươm kiếp, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng và phàm kẻ nào nói dối. Phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Cả Satan và đồng bọn Satan là quỷ sứ ở trong hồ lửa cùng những kẻ ác. Cả tiên tri giả, cả Antichrist, người chống Chúa sẽ ở trong đó. Và những người không có tên trong sổ sự sống đời đời cũng sẽ ở trong đó. Nhưng mà hôm nay Chúa chờ đợi cho mọi người ăn năn. Chúng ta thấy nhiều khi người ác họ hại những con dân Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì? Đừng có trả thù ai, hãy nhường cho con thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đúng vậy, Ngài Chúa trở lại, Ngài sẽ hình phạt. Rồi điều nữa, học về thuộc tính điều thứ ba là Ngài là đấng yêu thương và chăm sóc. Ngài yêu thương chăm sóc thế nào? Chúng ta đọc câu 8 thấy gì? Ôi đất tả, chúng ta thấy lòng khóc lóc tan vỡ của David. Chúa đến các bước đi qua đi lại của tôi. Chúa ơi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được đi vào chỗ sổ Chúa sao? Quý vị ơi, có bao giờ quý vị khóc không? Tôi nghĩ là không ai không khóc. Đứa bé sinh ra đã khóc. Và đến khi về già nhắm mắt cũng khóc. Con người suốt cả cuộc đời đều có những chuỗi ngày nước mắt rơi xuống, đau khổ vì những sự đau thương của cuộc đời, những điều mình phải đi qua. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Chúa đếm các bước đi qua đi lại. Đếm ở đây có nghĩa gì? Tức là có nghĩa là Chúa ghi sổ, Chúa ghi dấu, Chúa kiểm từng cái giọt nước của chúng ta, nước mắt chúng ta đổ ra. Và như vậy thì Chúa thông cảm cái hoàn cảnh đau khổ của mình. Giống như ông Abraham, Chúa biểu con ra ngoài trời con nhìn lên các vì sao con đếm thử có được không? Ông nói không, Chúa ơi, nhiều quá con đếm không được. Đúng vậy, chúng ta không đếm được nhưng mà Chúa đếm. Sợi tóc trên đầu chúng ta rơi xuống Chúa cũng biết rồi. Chúa đếm từng mỗi mọi điều trong cuộc đời chúng ta. Rồi gì nữa? Nước, Chúa ba, Chúa đếm, đếm gì nữa? Bước đi qua đi lại. Đi qua đi lại nghĩa là gì? Nghĩa là cái người, cái chữ đó có nghĩa là đi lang thang, là đi rải đâu mai đó, giống như cuộc đời David phải đi nơi này nơi kia, không định cư, không nhà cửa và có lúc quanh co uốn khúc. Nói về cuộc đời chúng ta phải đi qua từng lúc gian truân, từng lúc khốn khổ của cuộc đời, quanh co nguy hiểm của cuộc đời,
Chúa cũng không bỏ chúng ta. Chúa đến hết, Chúa nhìn thấy hết quý vị ơi. Chúa nói rằng Chúa sẽ ở với chúng ta. Và trong một thử thách Chúa luôn mở đường chúng ta ra khỏi, không bỏ chúng ta đâu. Rồi gì nữa, bây giờ nước mắt của tôi đổ ra thì sao? Chúa là còn để trong cái ve của Chúa nữa. Quý vị biết cái câu chuyện người Ba Tư á, người hoàng hậu của một vua Ba Tư, khi mà vua đi xa, người hoàng hậu đó khóc và lấy nước mắt để ở trong cái ve. Và khi vua về, bà nói rằng, thưa họ nói với vua là đây nước mắt của thần thiếp để mà nhớ thương vua đây, đưa cho vua thấy để biết cái lòng yêu thương của người vợ đối với mình. Nhưng quý vị ơi, ở đây nói về tình yêu, mà Chúa yêu chúng ta còn hơn cái điều đó nữa là sao? Không những Chúa để nước mắt trong ve là Chúa đừng Chúa nhớ, nhưng mà Chúa còn gì? Chúa ghi sổ nữa. Đúng không quý vị? Ở đây nói rất rõ là nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Trong cuộc đời chúng ta có những điều không ai biết. Chúng ta khóc thầm lặng, chúng ta đau khổ tan vỡ, không người nào thấy. Chúa thấy và Chúa đếm từng nước mắt, từng cái cuộc đời, cái dặn đường đau khổ của chúng ta. Và Chúa ghi lại trong sổ Ngài những cái giọt nước mắt đó. Vì Chúa nói gì? Lúc dễ di dân, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ. Trong Esai đoạn 63 câu 9, chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài ghi lại những điều đau khổ chúng ta. Nhưng mà Chúa còn ghi lại ở trong có cái sách là sách sự sống, ghi lại tên những người tin Chúa để được ở trong nước thiên đàng. Chúng ta đã tin Ngài, chúng ta sẽ gặp Chúa và ở trong thiên đàng. Những người không tin Chúa sẽ ở trong một cuốn sổ, không phải là sổ sự sống, sẽ ở trong địa ngục. Và rồi chúng ta thấy gì nữa? Chúa nói là Chúa có một cuốn sổ ghi lại những người kính sợ Chúa. Chúa để ý và nghe, có một cuốn sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Chúa, Đức Giê-hô-va và tưởng nhớ đến danh Ngài. Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 16, Chúa cũng để ý khi chúng ta ca ngợi Chúa, khi chúng ta cảm tạ Chúa, khi chúng ta vui mừng tôn vinh Chúa nữa. Chúa Giê-xu là đấng đã từng chịu đau khổ và trải qua cái đoạn đường thế gian này để làm chức vụ cứu Chúa. Ngài khóc, Ngài cũng từng khóc quý vị ơi, Ngài cũng phải đau khổ mà Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến khi Ngài chết và sống lại và về trời để cứu chúng ta. Chúng ta ai cũng phải trải qua điều này, nhưng Chúa Giê-xu đã trải qua và thông cảm mọi cảnh ngộ của chúng ta, yêu thương chúng ta và sẽ chia sẻ sự đau khổ của chúng ta và chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta và không bao giờ để chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta đến với Ngài thưa với Chúa ơi, con dâng cái nỗi niềm con cho Chúa. Chúa nói gì? Ta đã cất gánh nặng phải bay ngươi, tay ngươi hãy buông khỏi cái giỏ. Trong cơn dân trung đi kêu cầu ta sẽ giải cứu người, ngươi sẽ ngợi khen ta. Bây giờ điều nữa là Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta. Ngày nào tôi kêu cầu Chúa, không nói gì, tôi nhờ Đức Chúa Trời và tôi nói gì? Ngày nào tôi kêu cầu các thể kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi. Thật vậy, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện là một năng lực, là một sự tâm giao với Chúa và một năng lực sức mạnh của Đức Chúa Trời để chiến thắng lại ma quỷ và tội lỗi. Mà kêu cầu Chúa mỗi ngày, khi chúng ta gặp hoạn nạn kêu cầu, mỗi ngày kêu cầu, kẻ thù chúng ta là ma quỷ nó sẽ thối lại. Cái chữ thối lại này quý vị biết là ý nghĩa là thân bác, tức là nó sẽ thối lui và chạy lui, là nó không còn tấn công nữa. Bởi vì Chúa đi trước với chúng ta và Chúa chống trả lại. Như chúng ta thấy ông Daniel trong hang sư tử, ông làm gì? Ông cầu nguyện. Và Chúa làm gì? Ồ, Chúa giải cứu ông, bịt mồm sư tử cứu ông. Ngày nào chúng ta kêu cầu đến Chúa, danh của Chúa, lời của Chúa, cầu nguyện bằng lời của Chúa, đọc lên lời hứa của Ngài, cầu nguyện đức tin cậy Chúa nhậm lời, cầu nguyện dựa vào danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng hàng sống, Ngài sẽ lắng nghe và Chúa nói rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc ngươi chưa từng biết. Và kêu cầu liên tục, không mỏi mệt, trung tín và chờ đợi Chúa để Chúa trả lời. Chúa không bao giờ chậm trễ đâu. Và điều ngăn trở chúng ta không được nhậm lời là tội lỗi chúng ta. Chúng ta phải ăn năn, xưng ra và lìa bỏ tội để được Chúa tha thứ và nghe tiếng cầu nguyện chúng ta. Cho nên tiếp theo rồi chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời ban sự bình an. Sau này chúng ta thấy ông nói gì? Ông để lòng nhờ cậy nơi Chúa, Đức Chúa Trời thì làm gì? Ông nói ông ắt chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi? Người đời không làm gì được.
Chúa bình an chiến thắng, người đời xác thịt, ma quỷ cũng không hãm hại được con dân Chúa, bởi vì Chúa bảo vệ và Chúa giải cứu cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa ban sự bình an và đấng linh trong lòng để an ủi, để dạy dỗ, để giữ gìn. Và Chúa nói rằng Cha chẳng lìa người đâu, Cha chẳng bỏ người đâu. Chúa nói rằng Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, và Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Chúa chẳng bao giờ bỏ chúng ta, cảm ơn Chúa. Và Chúa là đấng ban bình an đời đời cho chúng ta. Và cuối cùng chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời. Bây giờ ông còn nói gì? Ông nói Chúa ơi, xin Chúa cứu linh hồn con khỏi chết để giữ chân con khỏi vấp ngã nữa. Cảm ơn Chúa, Ngài không những cứu David khỏi chết, ban sự sống cho ông, mà Ngài cũng cứu cuộc đời ông, cũng như cứu chúng ta. Bởi vì sao? Vì Chúa là đấng hằng sống. Ai tin Chúa thì được sự sống đời đời. Chúa đã chết và sống lại là đấng Christ. Ngài nói gì? Chúa là đấng là trước hết, đấng sau cùng, đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17 đến câu 18. Cho nên ai tin ta thì được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã bảo đảm điều đó. Chúng ta tin Chúa thì chúng ta được sự sống hôm nay và tương lai. Chúa trở lại được sống mãi mãi với Chúa. Dù chết rồi cũng được sống lại để sống với Chúa. Chúa có quyền ban sự sống, có quyền cắt sự sống. Đó là Ngài là đấng tạo hóa. Nhưng mà Ngài có quyền tha thứ để ban sự sống cho những người biết ăn năn. Vì Chúa đến để chúng ta được sự sống và sự sống dư dật. Cảm tạ Chúa. Và bây giờ cuối cùng thì ông nói rằng xin Chúa giữ chân ông khỏi vấp ngã. Thì Ngài là Đức Chúa Trời chăn dắt bảo vệ. Chúng ta biết con người theo Chúa cũng vấp ngã, trượt chân, sa ngã, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ. Ngài làm gì? Khi tôi ngã, té dài thì Chúa làm gì? Chúa sẽ đỡ tôi đứng dậy. Và khi tôi vấp ngã, Chúa sẽ không bao giờ bỏ tôi. Bởi vì Chúa nói rằng người công bình ngã 7 lần, Chúa cũng nâng đỡ. Vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, bảo vệ, chăn dắt. Dù chúng ta đi trong hoàn cảnh nào, qua trũng bóng chết, Chúa vẫn ở chúng ta. Ngài lấy cái trường cây gậy chăn giữ chúng ta, rồi Ngài sức dầu cho đầu chúng ta, chén chúng ta đầy tràn, Ngài dọn bằng cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch nữa. Như vậy Ngài lại đấng chăn chiên bảo vệ, Ngài luôn luôn yêu thương và giữ chúng ta khỏi quyền lực ma quỷ và sự đau khổ để chúng ta được chiến thắng bình an. Cuối cùng thì cuộc đời của David, ông nhắc lại một điều nữa là gì? Ông nói rằng bây giờ ông phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Khi chúng ta được Chúa cứu rồi, chúng ta sẽ làm gì? Trong câu 14, câu 12, hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi, toàn năng hằng sống. Ngài đã thương yêu, cứu chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng hằng sống, nhờ cậy lời của Ngài, kêu cầu đến danh của Chúa là đấng nhân từ, thương xót, thánh khiết, công bình, yêu thương, chăm sóc, lắng nghe tiếng cầu nguyện, ban sự bình an đời đời, ban sự sống đời đời, chăn dắt và bảo vệ, thì chúng ta được giải cứu. Khi được cứu rồi thì đừng bao giờ quên ơn Chúa, vì ở đây nói rằng trả sự hứa nguyện. Trong cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta được Chúa cứu. Chúng ta hứa với Chúa nhiều điều nhưng mà chúng ta chưa trả. Thì bây giờ hãy trả hứa nguyện với Chúa đi. Bởi vì Chúa nói rằng hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện cho đấng chí cao. Thi Thiên 50 câu 14. Chúa yêu mến chúng ta, Chúa ban ơn. Chúng ta biết ơn Ngài vì Chúa cứu chúng ta khỏi sự chết. Chúa cứu chúng ta vì Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta được sống. Và Chúa ban sự bình an chúng ta hãy yêu Ngài và trả hứa nguyện, dâng cuộc đời mình cho Chúa để làm của lễ cảm tạ. Bây giờ của lễ cảm tạ đây là gì? Của lễ thù ân là lễ cảm tạ. Có nghĩa là dâng cuộc đời để ngợi khen, cảm tạ Chúa bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm, bằng bằng cái lời ca tụng và bằng đời sống của mình thánh sạch để hầu vị Chúa. Và như David nói rằng trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, thế tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng đó. Thi Thiên 146 câu 1 đến câu 2. Cảm ơn Chúa. Tóm lại qua bài học hôm nay, cầu xin Chúa cho chúng ta hãy biết ơn Ngài, chúng ta hãy đặt đức tin nơi Ngài. Chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi. Trong ngày sợ hãi, hãy để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời,
toàn năng hằng sống, vì lời của Chúa hứa là thành tín. Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy đến với Ngài, hãy kêu cầu đến danh Ngài. Vì ai kêu cầu đến danh Chúa Giêsu, danh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh sẽ là hành động và làm việc cho chúng ta để cứu chúng ta. Và chúng ta biết ơn Ngài, dâng cuộc đời cho Chúa và rao giảng tin lành của Ngài để cứu những người khác. Chúng ta biết ông vua Ezechia khi ông bị kẻ thù tấn công ông, trong thời gian mà có vua Assyri là một vị vua của một nước, là vua Assyri đó tên là Sanchirip, ông rất kiêu ngạo và ông nói rằng, ông gửi cái lá thư, ông nói rằng không có Đức Chúa Trời nào, Jehovah nào có thể cứu dân sự Israel này ra khỏi tay của ông đâu, và đừng có nhờ cậy Đức Jehovah của các ngươi. Ông kiêu ngạo và ông nói những lời phạm thượng và hăm dọa, bởi vì lúc đó ông vua Ezechia rất sợ hãi, bởi vì ông bị yếu thế và dân Israel yếu thế hơn dân Assyri. Nhưng mà ông làm gì quý vị? Ông cầm cái lá thơm đến đền thờ Chúa, ông quỳ xuống, ông nói, ông khóc, ông kêu cầu Chúa, Chúa ơi, Chúa nhìn thấy, Chúa hãy nhìn thấy những cái lời nói của vị vua của người này, và Chúa thấy những cái điều kiêu ngạo của những người này đã nói xúc phạm đến danh của Ngài. Thì chúng ta thấy Chúa đã nói gì? Chúng ta cảm ơn Chúa, những lời kêu này của ông trước mặt Chúa, ông trình cho Chúa, Chúa đã nghe và Chúa nói rằng ta xem thấy ngươi khi ngươi, Chúa nói gì? Ta xem thấy khi ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào và khi nấu luận cùng ta. Và Chúa nói rằng bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa đã thấy tất cả những cái điều mà những điều xảy ra ở trên đời sống của vua. Nhưng mà Chúa cũng tha thứ cho tất cả cho cái vị vua đó. Nhưng mà cuối cùng Chúa nói gì? Chúa nói là Chúa cũng thấy cái việc làm của các ông vua Assyri, Chúa tha thứ cho Ezechia, nhưng mà Chúa cũng thấy là việc làm của cái người đó đang nổi loạn nghịch cùng Chúa, và người đó nói lời sắc sược và Chúa nghe và Chúa nói gì đã thấu đến tai ta, nên Chúa sẽ tra cái khoen lên lỗ mũi người và cái khớp nơi miệng người, khiến cho người theo con đường mình mà đã nói đến mà và trở về. Cuối cùng vua Ezechia không cần đến nữa, thiên sứ của Chúa giết sạch những người lính và chết hết 185 người, và vua Sanchirip bỏ chạy về nước. Và cuối cùng làm gì? Sau đó ông bị hai đứa con trai bị giết luôn, giết ông luôn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta luôn thành tín. Hãy đặt đức tin kêu cậu Ngài, đừng sợ hãi. Chúa sẽ ban chúng ta chiến thắng trong đời này, và đời sống có Chúa sẽ được bình an, và kêu cầu đến danh Ngài, tin cậy vào Chúa là đấng hằng sống, tin cậy lời Chúa hứa là thành tín, tin cậy vào thuộc tính của Ngài, thánh khiết, nhân từ, yêu thương, thành tín còn đến đời đời. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng trong ngày sợ hãi. Hãy để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Nguyện Chúa an ủi và giúp đỡ chúng ta qua lời của Ngài. Amen. Xin mỗi chúng ta đến với Chúa, mỗi người riêng tư cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa giúp con, xin Chúa cho con trở lại với lời của Chúa, đặt đức tin nơi Chúa là đấng cứu rỗi. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, hằng sống, đấng yêu thương, thành tín còn đến đời đời. Chúa luôn luôn nghe tiếng cầu nguyện của con. Có những lúc con đau khổ, con cũng khóc. Có những lúc con sợ hãi trước những kẻ thù chung quanh con. Chúa ơi, hãy cứu con, vì Chúa luôn luôn hứa rằng, Chúa nói rằng, chúng con kêu cầu Ngài, hãy trả lời. Cứ sợ hãi, hãy để lòng nhờ cậy nơi Chúa, Chúa sẽ cứu con. Mỗi người chúng ta cầu nguyện. Tôi xin phép cầu nguyện ngắn ở đây. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con, qua lời Chúa tối hôm nay, con cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con, mỗi người chúng con, và ban ơn cho chúng con nhờ lời Chúa. Chúng con được sống bởi ân điển Ngài, Ngài cho chúng con lời hứa ở trong Kinh Thánh, và Chúa cho chúng con thấy Đức Chúa Trời chúng con đang tôn thờ là một vị vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là đấng hằng sống, là đấng cứu rỗi, là đấng thánh khiết, công bình, yêu thương, thành tín còn đến đời đời, là đấng toàn năng, không việc gì Chúa không làm được. Chúa ơi, con biết rằng Chúa hiểu chúng con sống nhiều sợ hãi, nhất là tối tăm ma quỷ sự chết, nhưng mà Chúa hứa với chúng con rằng trong lòng nhờ
trong lúc sợ hãi chúng con để lòng nhờ cậy nơi Chúa, thì Chúa sẽ giải cứu chúng con. Người xác thịt chẳng làm gì chúng con, ma quỷ cũng chẳng làm gì chúng con, vì Chúa là đấng cứu rỗi ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa ban đức tin cho mỗi ông bà chị em chúng con, chính mình con hết lòng tin cậy vào chính Chúa, tin cậy vào lời của Chúa và hết lòng cầu nguyện kêu cầu đến danh Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn chiến thắng. Con cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa làm thành lời hứa Ngài cho chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì mỗi chúng ta hướng đến Chúa và mỗi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta để qua lời Chúa, Ngài dắt dẫn dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta. Mỗi người chúng ta ai cảm động thì chúng ta cứ cầu nguyện. Xin mời quý vị cầu nguyện. Kính mời cô Quanh thay mặt cầu nguyện, rồi quý anh chị em chúng ta cứ cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Ngài. Alo. Dạ. Dạ. Xin cô Kelly hướng dẫn phải không? Hướng dẫn tiếp. Dạ, xin mời. Cái này thì cầu nguyện cho cái bài học với là cầu nguyện cho cái kiểu mà mình học nữa bà cô. Dạ vâng. Dạ. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì sự ban cho của Ngài, qua lời của Ngài tối hôm nay. Xin Chúa chúc phước ban ơn cho cô Bích Hạnh đã chia sẻ lời của Chúa. Xin lời của Chúa sẽ đi vào lòng của chúng con. Xin Chúa sức giàu cho mỗi tấm lòng của chúng con để học đau nhớ đó mà làm theo lời của Ngài để cho chúng con được phước theo sự vâng lời. Chúng con cảm tạ Chúa, xin quyết Chúa Giêsu bao phủ chúng con, che chở bảo vệ và xin Chúa sử dụng mỗi một chúng con để làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Con dâng anh chị em chúng con từng người một, từng cánh tay yêu thương của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đấng chẳng răng Giê-hô-va của con, đấng chẳng dư Giê-hô-va của con, suốt ngày tháng Ngài là nơi chở che, con đường an bình ở trong tay Ngài. Con chẳng sợ khi có Chúa bên mình, nơi trùng mong chết Chúa luôn ở cùng. Con chẳng sợ khi biết Chúa cùng đi, Ngài là Giê-hô-va của con. Con chẳng sợ khi có Chúa bên mình, nơi trùng mong chết Chúa luôn ở cùng. Con chẳng sợ khi biết Chúa cùng đi, Ngài là Giê-hô-va của con. Amen. Hay quá. Cảm Chúa. Chúa. Hallelujah. Cảm tạ Chúa vì chúng con được thời giờ quý báu để học lời Chúa tối nay. Và cảm tạ Chúa vì tôi tớ của Chúa đã được Chúa sử dụng để truyền lời của Ngài cho chúng con và để nhắc nhở chúng con những uy quyền mà Ngài đã ban cho chúng con để làm con cái của Đức Chúa Trời và cho chúng con nhớ lại sự thương xót của Chúa, lòng nhân từ của Ngài, ân điển của Ngài trên đời sống chúng con và cho chúng con biết nhờ cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nan đề. Chúa ơi, dù kẻ ác ở chung quanh chúng con ngày càng dấy lên nhiều thêm, nhưng chúng con luôn nhờ cậy Đức Chúa Trời
con người nhờ cậy loài người xác thịt, nhưng chúng con nhờ cậy Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Ôi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ơi, xin tha thứ cho chúng con trong những sự kiêu ngạo của chúng con. Xin thương xót và làm ơn cho chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài giúp chúng con để chống cự lại kẻ thù nghịch của chúng con. Và chúng con sẽ ngợi khen Chúa. Chúng con sẽ nương cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Và chúng con chẳng sợ chi. Chúng con chẳng lo gì những kẻ người đời nói gì về chúng con. Ôi lạy Chúa, kẻ ác con làm hại chúng con, nhưng Đức Chúa Trời Ngài luôn làm ơn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ôi lạy Chúa, cầu xin Chúa Ngài luôn dẫn dắt chúng con, dù trong đời sống của chúng con có những khó khăn, những gập ghềnh ở trong đời sống của chúng con, những giông bão, nhưng Chúa ơi, xin nắm chặt tay của chúng con để chúng con được đồng đi với Chúa, vì Ngài là sự sáng của chúng con, là đường đi và lẽ thật của chúng con, và để chúng con được đi trong lẽ thật của Chúa, được đi trong sự sáng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban chúng con sự đắc thắng. Cảm ơn Chúa vì Ngài chết trên cây thập tự cho chúng con, để giờ này chúng con được sự cứu rỗi. Ôi lạy Chúa, chúng con không xứng đáng trước mặt Chúa đâu, nhưng bởi vì lòng thương xót và sự nhân từ của Chúa quá lớn lao cho cuộc đời của mỗi chúng con. Và giờ này chúng con được phước để mà chúng con được học lời Ngài và thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng hết thảy ông bà chị em chúng con và dẫn dắt chúng con trong mọi khó khăn gian khổ của chúng con, mọi thử thách trên đời sống của chúng con, cho chúng con luôn biết tin cậy nơi Chúa và chỉ nhờ cậy một Đức Chúa Trời trong sống của chúng con mà thôi. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Ôi lạy Chúa, xin lời của Chúa Ngài khắc ghi vào lòng của mỗi chúng con tối hôm nay, để rồi chúng con không lấy nghe lầm đủ mà lừa dối mình. Để rồi chúng con có lời của Chúa là vũ khí cho đời sống của chúng con. Khi mà thử thách xảy đến thì chúng con có lời của Chúa mà chúng con đắc thắng. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cho hết thảy ông bà chị em chúng con thức tỉnh cầu nguyện. Vì cầu nguyện là vũ khí để chúng con đắc thắng. Vì khi chúng con cầu nguyện là chúng con ở gần Đức Chúa Trời. Và lạy Chúa, khi Thánh Linh Ngài hành động, Thánh Linh Ngài ở trong chúng con, thì tất cả những ác linh phải ra khỏi chúng con. Và những kẻ thù nghịch chúng con sẽ thất bại trước mặt chúng con. Và khi một đường chúng nó đã đánh chúng con, thì bảy đường chúng nó phải bị chạy trốn. Vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài đi trước để chiến trận chúng con. Ngài ở cùng chúng con bất cứ nơi nào chúng con đi. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tôn danh Ngài. Và xin Chúa ở cùng thấy ông bà chị em chúng con, nhắc nhở dạy dỗ và giúp đỡ chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hết tất cả ông bà chị em chúng con vào tay Chúa, nguyện xin sự ban phước ban ơn của Ngài trên hết thảy chúng con, trên tôi tớ của Chúa. Và xin Chúa Ngài cho tôi tớ của Chúa là cô Mỹ Hạnh, cô My La, mục sư Đức và tất cả những mục sư tham dự ở trên đường lai đời sống mới ngày càng được ơn của Chúa để dạy dỗ lời của Chúa cho chúng con một cách quyền năng. Xin Chúa Ngài bày tỏ lẽ thật của Ngài qua tôi tớ của Ngài, chuyển tải đến cho mỗi ông bà chị em chúng con, để chúng con ngày càng có những bài học được khích lệ, được gây dựng, được mạnh mẽ trong đức tin và đứng vững ở trên con đường thập tự giá mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhắm lấy mục tiêu mà chạy. Con cảm ơn Chúa. Và con hết lòng thành kính cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Và sau bài học này thì không biết có ông bà chị em mình có người nào được Chúa cảm động dạy dỗ điều gì mình học được, thì xin mình dâng lời cầu nguyện cho Chúa để mà qua đó thì những anh chị em, ông bà chị em khác cũng được sự khích lệ, cũng được sự học hỏi qua cái điều mà Chúa dạy riêng cho mình. Thì Kelly mời có anh chị em nào
có thể dâng lời cầu nguyện giờ này. Amen. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi tối hôm nay chúng con được lời của Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng con về những lý do nào mà David đã khiến cho David sự sợ hãi, trong hoàn cảnh nào mà khiến cho David phải chạy trốn. Nhưng mà trong cái sự sợ hãi đó, ông đã nói rằng tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và ngày hôm nay mỗi người chúng con đều có những sợ hãi, những lo lắng khác nhau. Nhưng mà Chúa đã biết điều đó, cho nên Chúa ban lời của Chúa trong Kinh Thánh hơn 365 lần để chúng con đừng sợ hãi. Cho nên chúng con cảm tạ Chúa và chúng con đồng công bố rằng trong ngày sợ hãi chúng con để lòng nhờ cậy nơi Ngài. Và chúng con cũng công bố rằng lúc mà kẻ thù muốn ăn nuốt làm sỉ nhục chúng con thì Ngài từ trên trời sẽ sai ơn cứu chúng con. Và chúng con cũng nói công bố rằng Chúa sẽ cãi cọ cùng kẻ cãi cọ chúng con, chinh chiến cùng kẻ chinh chiến chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tin cậy nơi này, để lòng trông cậy nơi Ngài. Hallelujah. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn anh chị em nào còn được sự dạy dỗ nào khác của Chúa không ạ? Xin mình lên tiếng cầu nguyện. Mời anh chị em, mình còn ai có được sự dạy dỗ của Chúa không? Mình học được điều gì ở Chúa không? Cảm ơn Chúa, không ai tốt lành như Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa thấy hết tất cả những nước mắt của anh chị em chúng con đổ ra. Ôi, từ khi chúng con sanh lọt lòng cho đến khi mà nhắm mắt qua đời, biết bao nhiêu nước mắt trong cuộc đời chúng con. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ để trong ve của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Và Chúa sẽ ghi vào sổ của Ngài nước mắt của chúng con nữa, Chúa ơi. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài sự quan tâm yêu thương lạ lùng của Ngài. Và chúng con, và Chúa cũng nói rằng ngày nào khi chúng con kêu cầu cùng Chúa thì kẻ thù chúng con sẽ thối lại đằng sau. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài binh vực chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho anh chị em con hết lòng kính sợ Ngài. Ôi, cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm mặt Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Ôi, David nói rằng nhờ Đức Chúa Trời mà ông ngợi khen lời của Ngài, nhờ Đức Giê-hô-va mà ông ngợi khen lời của Ngài. Chúng con đồng ngợi khen về lời của Ngài buổi tối hôm nay. Chúc phước trên chúng con, ban ơn trên chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.